Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Những câu chuyện về lọ lem và hoàng tử vẫn đôi khi diễn ra ngay cả trong thế giới hiện đại. Nhưng đổi đời ngoạn mục được như cô nàng bồi bàn tuổi teen Natasha Aliyeva, công nương của Dubai hiện tại thì vẫn khiến người ta trầm trồ. Vào năm 2007, truyền thông thế giới xôn xao trước thông tin đám cưới của Sheikh Shaib bin Matom Al Matom với cô gái người Belarus khi đó mới 19 tuổi, kém chồng 11 tuổi. Sheikh Shaib là con trai của cựu vương Matom bin Rashid Al Matom và cháu trai của đương kim quốc vương. Không chỉ là một hoàng tử, ông còn là một tỷ phú với khối tài sản ước tính có thể lên đến vài tỷ đô. Tại Dubai, hoàng tử sở hữu một câu lạc bộ đua ngựa, một câu lạc bộ bóng đá. Ông còn đam mê thể thao và từng là vận động viên môn bắn cung tại Olympic. Sheikh Shaib và lọ lem Natasha đến bên nhau và thành công có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng chỉ sau một tháng gặp gỡ. Tháng 7 năm 2008, hoàng tử Dubai lưu trú ở khách sạn 5 sao tại thành phố Minsk khi tham gia một cuộc thi săn bắn cho giới quý tộc tại Belarus xa xôi. Vào một ngày, cô bồi bàn Natasha nhận được lệnh mang cốc nước cam lên cho một vị khách VIP trong phòng hàng tổng thống. Khi nhìn thấy cô gái trẻ nhỏ nhắn, mái tóc nâu duyên dáng, vị hoàng tử Dubai đã trúng tiếng sét ái tình. Bất chấp khoảng cách địa vị, tuổi tác và cả ngôn ngữ, tình yêu của họ vẫn nảy nở như thế. Bây giờ Natasha mới chỉ làm việc tại khách sạn hạng sang được đúng 2 tháng. Cô xuất thân từ Smolovichi, một thị trấn nhỏ chỉ có 14.000 dân nằm ở phía đông thành phố Minsk. Hoàn cảnh gia đình của cô có thể nói là nghèo khó, vất vả. Cũng một phần vì thế mà cô đã không theo đuổi việc học lên cao mà đi làm việc từ khi còn trẻ. Cơ hội gặp hoàng tử và thậm chí có thể trở thành công nương đối với Natasha mà nói giống như một giấc mơ quá bất ngờ. Để có thể ở bên cạnh và dành thời gian tìm hiểu người tình của mình, hoàng tử Dubai đã kéo dài chuyến đi và nán lại Belarus gần một tháng trời. Ông nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn để có thể đưa cô về Dubai chung sống và nhận được sự chấp thuận của bản thân Natasha cũng như bố mẹ cô. Ngày 27 tháng 8 năm 2007, đám cưới của họ diễn ra chưa đầy một tháng sau khi cặp đôi gặp nhau. Vào năm 2007, trước hôn lễ cổ tích của mình, Natasha đã có lần đầu tiên và duy nhất phát biểu cảm nghĩ trước báo giới. Tôi không thể phát biểu nhiều về chuyện riêng tư và Shaikh không muốn công khai quá nhiều, nhưng cuộc đời tôi đã biến thành câu chuyện cổ tích. Mẹ của nàng lọ lem, bà Lilia thì chia sẻ rằng, tôi thấy con gái và con rể tôi hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng. Anh ấy là một người trung thực, thông minh, lịch thiệp và có học vấn cao. Tài sản của hoàng tử không phải điều tôi quan tâm, tôi không phải dạng người bán con gái mình vì tiền. Theo quan niệm xã hội tại Dubai, người phụ nữ sau khi kết hôn không được phép xuất hiện trước công chúng, nên những hình ảnh thông tin của Natasha Aliyeva rất hiếm hoi. Cô và hoàng tử của đời mình đã có một bé gái xinh xắn tên Alia. Chỉ thỉnh thoảng, hình ảnh của Natasha mới bị rò rỉ. Theo truyền thông, hiện tại cô đã trở thành một nàng dâu hoàng gia tiêu chuẩn, luôn biết kính tiếng và chăm sóc gia đình chu đáo. Tất nhiên, cuộc sống của Natasha giờ đây cũng ngập tràn trong nhung lụa, xa xỉ và vô cùng viên mãn. Một người lạ mặt cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi của bạn. Hiệu ứng này có tên là Zeus, hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần. Nói về xu hướng thích những thứ quen thuộc, đó là những người và vật mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên nhất. Hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần giúp giải thích về sự gần gũi, Robin Quigley. Quan điểm cho rằng một trong những yếu tố quyết định chính của thu hút nhân cách là sự ở gần về mặt vật lý. Nói đơn giản, một người nam giới không có ý định nhường chỗ cho cụ già trên xe bus, nhưng khi có một cô gái xinh đẹp xuất hiện, chàng trai đó sẽ tự nguyện đứng dậy, nhường chỗ chỉ để tạo ấn tượng tốt đẹp với cô gái đó. Nếu có mặt nhiều người ở đó, bạn sẽ hành xử khác. Hiệu ứng tên Hawthorne là một trong những hiệu ứng tâm lý học nổi tiếng, thường được sử dụng để tạo cảm hứng cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Thực tế là nhân viên làm việc hiệu quả hơn do họ cảm thấy có ai đó đang thực sự quan tâm đến điều kiện làm việc của họ.
Nếu nhận thấy rằng mình bị quan sát, một điều rất tự nhiên là ta sẽ tăng hiệu suất và đổ vào công việc nhiều nỗ lực hơn. Ở ví dụ gần gũi hơn, trong siêu thị, khi bạn được mời nếm thử một món ăn mới và đưa nhận xét, trước sự chứng kiến của nhiều người, bạn sẽ đưa ra một câu trả lời tích cực thay vì đưa ra lời nhận xét thực sự. Và rồi bạn có thể bốc đồng mua sản phẩm đó, nhưng đến khi về nhà, bạn mới thấy nó không ngon như bạn tưởng. Mọi người nhớ nhiệm vụ chưa làm tốt hơn những công việc đã hoàn thành. Hiệu ứng Zeigarnik đã được áp dụng trong trường hợp này. Theo đó, một người có nhiều khả năng nhớ những điều hoặc hành động chưa được hoàn thành. Ví dụ, người phục vụ nhớ về đơn đặt hàng của bạn cho đến khi họ mang đến cho bạn và sau đó họ chuyển sự chú ý sang những khách hàng khác. Và để không mắc sai lầm, tốt hơn hết là bạn nên hoàn thành mọi việc cần làm để tránh bị kẹt trong ký ức và không phải nói nếu như. Bạn có thể quẳng một món tiền lớn chỉ để thể hiện bản thân. Không ít người hiện nay có thói quen tiêu tiền khá phung phí khi họ sẵn sàng móc hầu bao để sở hữu bộ cánh đắt đỏ, chiếc điện thoại xịn mới nhất mà không quan tâm xem đó có phải là nhu cầu thực sự cấp thiết hay không. Bên cạnh đó, những chiếc túi, đôi giày hàng hiệu hay chuyến nghỉ dưỡng xa hoa được chi tiêu tới bến được cho là bình thường. Và những dẫn chứng ví dụ trên ám chỉ nói đến hiệu ứng Veblen này đây. Mọi người có xu hướng chú ý đến người mắc lỗi. Bạn hay quên, đoạn vị, hậu đậu ư. Đừng buồn vì những đặc điểm đó, khiếm khuyết này lại khiến cho nhiều người cảm thấy bạn chân thật, dễ thương. Do đó, bạn đừng quá gồng mình trở thành một con người hoàn hảo mà cứ sống đúng với bản thân mình là được rồi. Bạn nghĩ mọi người thường chú ý tới mình hay nói cách khác là thích soi bạn? Hiệu ứng tâm lý này khiến bạn rơi vào trạng thái cảm giác có phần tự ti khi sợ mọi người nhìn thấy sai lầm của mình. Ví thử như một cô gái quên chải mascara một bên mắt, hẳn nhiều người sẽ nhận ra và cười cợt cô ấy. Nhưng ai cũng có thể bị quên và mắc sai lầm mà, thế nên bạn hãy tự tin lên bởi đôi khi những người xung quanh cũng không biết bạn quên chuốc mascara một bên mắt đâu.